Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối, tức là 20 giờ của ngày 28 tháng 7 năm 2022. Nhiều người thì muốn tôi bình luận về cái việc liên quan tới gia đình nhà O Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Đó là cái thông tin rất là nóng trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Thế thì tôi cũng không biết dùng cái từ gì để có thể bình luận được. Có lẽ thì tôi dùng một lời của nhà báo Đào Tuấn nhé. Nhà báo Đào Tuấn thì nhà báo đã có mô tả thế này để chúng ta có thể hiểu được không? Có thể hiểu được không? Một cái lời giải thích rất là hay và rất là thú vị để chúng ta xem là nhà báo Đào Tuấn đã nói thế nào. Khi nhìn cái status này thì báo cáo với các bác rằng là tôi chỉ biết thả ha ha chứ tôi biết làm thế nào nữa. Thế còn các bác là thả cái trái tim hay là thả cái gì thì các bác cũng comment phía bên dưới nha. Nói về điều này ấy, thì nhà báo Đào Tuấn nói thế này. Bộ trưởng Đào Hồng Lan thì hôm nay đã ký quyết định rồi. Và đó là quyết định điều động ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Cường về Cần Thơ để giới thiệu bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế. Ông Cường, Học viện Tiến sĩ Dịch tễ học, đảng vị là cao cấp lý luận chính trị, thì là cháu trai của Phó Giám đốc Công ty VN Phạc Ma Hoàng Quốc Dũng. Ông Dũng thì là em trai của ông Hoàng Quốc Hòa. Ông Hoàng Quốc Hòa thì lại chung giường với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tiến sĩ Cường cũng được bổ nhiệm làm phó giám đốc Pasteur năm 2019, thời điểm chị dâu ông Dũng đương chức bộ trưởng. Cũng vừa hôm qua vợ ông Hoàng Quốc Hòa lần thứ hai nhận bắt đầu bộ tinh. Edis, xin lỗi các bạn phải viết lằng nhằng thế vì hồi vụ viên Phạc Ma, vợ ông Hòa giải thích gia đình bà không ai tham gia công ty nhập thuốc ung thư đệm này. Các bác thử giúp tôi xem có lằng nhằng không? Tôi xin chia sẻ các bác nhé, đầy đủ lại nhé. Bộ trưởng Đào Hồng Lan thì hôm nay đã ký quyết định rồi, và đó là quyết định điều động ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Cường về Cần Thơ để giới thiệu bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế. Ông Cường, Học viện Tiến sĩ Dịch tễ học, đảng vị cao cấp lý luận chính trị, là cháu trai của Phó Giám đốc VN Phạc Ma là Hoàng Quốc Dũng. Ông Dũng thì là em trai của ông Hoàng Quốc Hòa. Ông Hoàng Quốc Hòa thì lại chung giường với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tiến sĩ Cường thì được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Pasteur năm 2019, thời điểm mà chị dâu ông Dũng đương chức Bộ trưởng. Và cũng vừa hôm qua thì ông Hoàng Quốc Hòa lần thứ hai, nghĩa là lần vừa hôm qua thì vợ ông Hoàng Quốc Hòa thì lần thứ hai nhận bắt đầu bộ tinh. Và xin lỗi các bạn phải biết lằng nhằng như thế, bởi vì là vụ VN Phạc Ma thì ông Hòa giải thích rằng là gia đình, như là vợ ông Hòa thì giải thích rằng là gia đình bà không có ai tham gia cái công ty nhập thuốc ung thư đệm này. Các bác có hiểu gì không? Các bác có chút gì hiểu được không? Là nói qua một chút đấy. Thì anh Hoàng Quốc Cường thì đã được bổ nhiệm, nghĩa là được Bộ trưởng Đào Hồng Lan là ký quyết định để mà thực hiện giới thiệu, để mà thực hiện cái quy trình làm bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Bên thành phố Cần Thơ thì đã quyết cái vị trí giám đốc sở là khá là lâu nay rồi, bởi vì là một số cái lý do gì thì các bác Google cái là ra ngay, liên quan đến pháp lý nha. Đấy là các bác có thể nhìn thấy. Cái thứ hai nữa ấy, các bác thì thấy thế này, ông Hoàng Quốc Hòa ấy, thì xin thưa với các bác rằng là có biết Hoàng Quốc Hòa với Hoàng Quốc Dũng không? Các bác để ý thế. Thì tôi cũng nói qua thế này để các bác có thể hiểu được một chút. Đó. Đây, các bác nhìn lại này. Thì các bác sẽ thấy rằng là ông Cường á, thì là cháu trai, tức là ông Hoàng Quốc Dũng. Ông Hoàng Quốc Dũng thì là em trai của ông Hoàng Quốc Hòa. Ông Hoàng Quốc Hòa thì là chung giường với Bộ trưởng Bộ Y tế. Thì ông Hoàng Quốc Hòa này là chồng của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Và ông Hoàng Quốc Cường thì là con trai của đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế, à, con trai của đương kim ông Hoàng Quốc Hòa, tức là nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Tóm lại là con Bộ trưởng thì vừa được bổ nhiệm làm
giám đốc, nên là được giới thiệu để bổ nhiệm làm giám đốc sở y tế. Chúng ta phải hiểu rõ ràng như thế, đúng không ạ? À, nhưng mà chúng ta ở đây cũng thấy rằng là nhà báo Đào Tuấn đã dùng cái từ hơi lằng nhằng, và có thể nói rằng là nhiều khi cách viết đã lắt léo một chút, thì chúng ta có thể thấy rằng là ngày xưa thì em trai, nghĩa là em chồng á, của Bộ trưởng Bộ Y tế là liên quan tới công ty VN Pharma, công ty mà đã giúp cho Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã phải vào tù vừa rồi, nhưng mà nhận một cái án rất nhẹ. À, chúng ta có thể thấy điều đó nha. Đấy là chúng ta thấy rằng là về phía của vụ án viên Phạc Ma, thì đó là cái mà chúng ta nhìn nhận. À, đây là một cái dấu vết mà có lẽ rằng là lịch sử sẽ để lại rất nhiều dấu hỏi cho nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Thế nhưng á, chúng ta phải thừa nhận một cái điều thế này, đó chính là cái việc mà trình độ chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, và ngay cả với cả anh Hoàng Quốc Cường này, là không thể phủ nhận. Nếu nói về chuyên môn thì họ là một trong những người mà giỏi nhất hiện nay về dịch tễ học. Đó là sự thật. À, báo cáo các bác rằng đó là sự thật. À, chúng ta phải hỏi những người trong ngành, chuyên ngành, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái vụ, nghĩa là thấy được cái chuyên môn của hai người này giỏi thế nào. Ít nhất đối với cả anh Hoàng Quốc Cường thì chúng tôi đều nhận định rằng là con nhà lông không giống tông nhà giống cánh, có nghĩa rằng là rất rất giỏi, sinh năm 1982 và rất giỏi đó. Đấy là cái chúng ta có thể thấy, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều bác không biết, cho nên đặt nghi ngờ là vấn đề bình thường. À, và anh đã được giới thiệu làm bộ làm giám đốc sở y tế của Cần Thơ. Nhưng mà giữa cái việc chuyên môn giỏi, với quản lý giỏi là hai cái khái niệm nó tương đối tách rời. Nó có thể liên quan một xíu, nhưng mà để lên làm lãnh đạo giỏi thì nó khác, không chỉ cần có chuyên môn. Thì báo cáo các bác là như vậy, không chỉ cần có chuyên môn. Đơn giản thôi, đến ngay cả như là bà Kim Tiến thì cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo. À, chúng ta cũng phải nhắc lại cái điều đó. Cái gì đúng thì chúng ta phải thừa nhận. Về trình độ là chúng ta phải thừa nhận. Thứ hai nữa là thừa nhận là giỏi. Đó. Cái thứ hai nữa là công lao của bà trong cái thời kỳ mà làm Bộ trưởng Bộ Y tế, thì cũng phải nói rằng có công lao chứ không phải không có. Nếu các bác nào ở trong cái thời kỳ mà tiền nhiệm trước của bà Tiến ấy, thì thấy rằng là các bệnh viện tuyến cuối rất khổ, một giường có thể nằm đến 2-3 người, các bác thấy thực trạng như thế. Nhưng sau này thì cũng đỡ dần đi, ít nhất là đối với những người có tiền một chút, bởi vì nó có thêm cái dịch vụ mà xã hội hóa, đó. Có phần tự nguyện đó mà đó. Thì đấy là cái chúng ta có thể thấy được trong cái câu chuyện về Bộ Y tế cũng có một cái sự cải thiện nhất định. Cái thứ hai nữa về hệ thống dịch vụ dự phòng á, y tế dự phòng là cũng có một cái bước tiến tương đối là đáng kinh ngạc. À, nếu như mà không dính vào cái vụ VN Pharma, cũng nếu như là những vụ VN Pharma, cũng giống như là cũng nếu như mà chúng ta gọi rằng là không dính vào cái việc con ông cháu cha, thì có lẽ nhà O Tiến cũng là một trong những cái nhà danh giá nhất Việt Nam. Thật sự là thế. Bởi vì họ thật sự là người giỏi. Cái cần thiết duy nhất ấy, là họ cần một cái sự minh bạch công khai nữa là ok. Ví dụ như liên quan tới cái vụ việc mà ông Hoàng Quốc Hòa và ông Hoàng Quốc Dũng. À, ông Hòa thì là vợ, là chồng của bà Tiến. Và ông Hòa thì có một người em trai là ông Dũng. À, và ông Dũng này thì là phó tổng giám đốc phụ trách xây dựng cho công ty VN Phạm Ma. À, thế nên ấy, người ta có câu là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu như cái đợt đó mà O Tiến cứ quyết tâm mà thẳng thắn và trả lời rằng là nhà tôi có người là ở trong cái công ty VN Phạc Ma đó, và chúng tôi sẽ quyết xử lý tới cùng một vụ này, thì lúc này chắc là danh tiếng của bà Tiến đã khác hẳn. À, đúng không ạ? Danh tiếng của bà Tiến sẽ khác hẳn nếu như quyết tâm làm kiểu như thế. Kể cả nhà tôi có người thân, à, đó là em chồng thôi, nói thừa nhận thẳng thắn vì đó là sự thật, chứ không phải là trả lời một cái cách rằng là nhà tôi không có người nào làm trong việc Phật ma. Ý của bà thì bà, cách hiểu của bà rằng là ngoài tôi này, chồng tôi này, con tôi này, thì tất cả những người khác là người ngoài, thì bà trả lời thì cũng có thể là đúng. Đấy, nhưng ấy, việc em chồng nào kia thì các bác có thể thấy rằng là tốt nhất là nên thẳng thắn trả lời lúc đó, thì lúc này là điểm cộng của bà rất là cao, và bà có thể cải tổ cái ngành y tế đến cái mức độ cuối cùng, và sẽ ghi công và ghi danh vào lịch sử của Việt Nam.
Bà cũng là một người rất là hiếm hoi. Nếu về trình độ thì xin thưa với các bác rằng là để nhận được hai cái giải bắt đầu bội tinh, một cái thì hình như là đợt này là official thì phải, còn một cái trước thì là hình như là cái chuyên viên gì đó thật nhớ lắm. Bắt đầu bội tinh thì có nhiều loại nhưng lần này là cao cấp hơn, thì cũng có thể nói là đấy là một trong những cái xứng đáng để được nhận chứ không phải là không. Và anh Hoàng Quốc Cường là người giỏi nên chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi. Chúng ta vẫn phải chờ đợi đợt tới thôi. Giỏi không có nghĩa rằng là không vướng vòng lao lý. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người giỏi. Nếu như không biết giữ mình thì kiểu gì cũng vướng vòng lao lý. Ví dụ như là bác sĩ Quốc Anh, ví dụ như là bác sĩ Tuấn Tim, rồi rất nhiều người đều là những cái người đầu ngành cả. Thế cho nên thật sự ấy, nếu mà để mà suy nghĩ tôi muốn nói thì thứ nhất là chúng ta xem lại cái quản lý ở đây. Đó. Lãnh đạo giỏi không nhất thiết phải là chuyên môn giỏi. Đó. Bởi vì đưa một người chuyên môn giỏi lên thì hiểu là chúng ta mất đi một chuyên môn, một nhà người làm chuyên môn, nhưng lại có thêm một lãnh đạo tồi. Thế thật sự đấy. Đó. Khi cho nên làm quản lý thì chúng ta nhiều khi là có thêm một quản lý tồi để mất đi một nhà chuyên môn. Đó. Ví dụ cho một bác sĩ mà mổ bình thường có thể mổ 2 ca một ngày, nên là một tháng anh có thể mổ được 60 người. Thì bây giờ cho anh làm quản lý thì một tháng anh chỉ mổ được 2 người. Đó. Ví dụ thế. Nhưng anh là không biết gì về quản lý cả. Thì nghề của anh là nghề mổ mổ. Nghề của anh là nghề mổ. Thế thì rất khó. Cho nên chúng ta phải cải tổ lại cái hệ thống để xem là nào. Chuyên môn thế nào đến đâu vân vân. Và lãnh đạo thế nào đến đâu vân vân. Bởi vì rất nhiều những cái lãnh đạo của những cái công ty hay là những cái bệnh viện lớn ngay cả Việt Nam và cả thế giới thì không nhất thiết phải là nhà chuyên môn giỏi, chuyên môn giỏi, và đó là sự thật. Cho nên chúng ta phải tìm cái cách để mà tìm một người tài ở chỗ này để lấp vào cái khoảng trống. Cái thứ nữa ấy, là liên quan đến vấn đề con ông cháu cha. Tôi thì tôi không có một cái dị nghị gì với con ông cháu cha đâu. Nhiều bác cứ bảo rằng là Hoàng Dung có dị nghị, không phải đâu. Cái này quan điểm nhất quán từ hồi 2020 rồi. Tôi chỉ dị nghị với cái việc mà kém minh bạch. Nếu như ấy, mà có một cái cơ chế minh bạch để mà so sánh đo lường, ví dụ như các bác đọc một cái hồ sơ thì biết rằng là anh này đạt thành tích gì, học ở đâu vân vân, tất cả hồ sơ, và trong quá trình anh được thăng tiến, lý do tại sao anh được thăng tiến, lý do là anh làm được cái nọ làm được cái kia vân vân, tất cả thứ đó ghi trong hồ sơ và đó là minh bạch. Và đặc biệt rằng là mỗi khi được bổ nhiệm vào chức vụ nào đó, anh có hẳn một cái bản để mà có chúng ta gọi là kế hoạch hành động và giải quyết được từng nhóm cái vấn đề, từng cái vấn đề một, thì lúc đó và đưa ra cái lộ trình thực hiện những cái hành động rằng thì lúc này là người dân sẽ tin. Cho nên ấy, nó có một cái như thế này, nhiều người giỏi là rất là tức, tôi nói thật họ là con cháu trai họ giỏi lắm nhưng họ cú cú thiết tức tức tối là bởi vì đơn giản rằng là họ bị hàm oan. Nhiều người cứ thấy là con ông này phát cái là y như rằng là bắt đầu là nói nọ nói kia, thằng này biết cái gì đâu, thằng này vân vân, nó chỉ lên được nhiệm vụ nó, nhưng thực tế là anh ta có giỏi và anh ta làm được rất nhiều việc, nhưng những việc đó lại được không ghi nhận trong hệ thống. Thế cho nên là người dân thì thiếu thông tin, cho nên người dân thì cứ nói như vậy. Đối với khía cạnh người dân nói thì cũng đúng, nhưng khía cạnh đứng về anh kia nói thì đúng là anh ấy cũng tức. Ví dụ thế đúng không? Đó. Mình giỏi mà không nhiều người biết là mình giỏi, giỏi ở đâu, giỏi chỗ nào nhiều người không biết. Thế cho nên đó là cái thiệt thòi của những con ông cháu cha giỏi thật sự, nhưng nó lại là mảnh đất màu mỡ cho những con ông cháu cha mà xin thưa với các bác là họ không giỏi nhưng họ đi lên bằng đầu gối, họ đi lên bằng quan hệ, họ đi lên bằng bố mình. Chúng ta gọi là cái giỏi nhất của anh ta là kỹ năng đầu thai đó. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là đó là vấn đề. Vấn đề không phải anh con ai cháu ai, mà vấn đề là cơ chế đưa anh lên nó có công khai minh bạch và có được đàng hoàng rõ ràng hay không. À, đúng ạ. Chúng ta không phủ nhận con nó cháu cha có rất nhiều người rất giỏi, ví dụ như là Tướng Nguyễn Chí Vịnh, ví dụ như là anh Phạm Bình Minh, rồi rất nhiều những con cháu. Và bây giờ bản thân tôi vừa rồi cũng biết là một người rất giỏi, thì đến khi mà tôi gặp tôi nói chuyện một thời gian sau tôi mới biết rằng là anh bạn này là con của một người rất khủng khiếp. À, đó, cháu chứ không phải con, cháu của một người rất khủng khiếp, và bố anh ta cũng là người làm to và bác anh ta cũng là người làm to. À, nhưng thật sự là giỏi thật và rất đàng hoàng đó. Cho nên ở đây ấy, chúng ta phải rõ ràng ở chỗ này đúng không, nhìn ra được bản chất chứ chúng ta không quy chụp hay suy diễn bài cả. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác một
buổi tối tốt lành và cũng chúc mừng gia đình O Tiến đã có được chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi một ngày thôi và đón nhận rất nhiều những tin vui. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một buổi tối tốt lành lần nữa.